Cơ quan chức năng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng là người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nước về hành vi cho vay nặng lãi online, thế chấp bằng tài khoản iCloud. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện đường dây hoạt động tín dụng đen trên. Đáng chú ý, người vay chỉ cần thế chấp điện thoại iPhone thông qua cung cấp tài khoản iCloud. Nhóm đối tượng yêu cầu người vay thoát tài khoản iCloud của bản thân, rồi đăng nhập tài khoản iCloud do đối tượng cung cấp để đối tượng quản lý thông tin và máy điện thoại của người vay. Người vay tiền có thể vay được từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy thuộc vào giá trị của điện thoại iPhone. Ngoài ra, người vay phải cung cấp hình ảnh thẻ căn cước công dân, ảnh chân dung, số điện thoại, danh bạ, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, địa chỉ nơi làm việc, nơi ở hiện tại, họ tên bố mẹ, vợ chồng, tên Facebook của người thân, số tài khoản ngân hàng. Sau khi kiểm tra các thông tin trùng lặp, đối tượng quản lý tiến hành giải ngân khoản vay vào tài khoản ngân hàng của người vay sau khi đã cắt lãi trước khoảng từ 3 đến 10 ngày, phí hồ sơ bằng 5% khoản vay. Sau đó hàng ngày, người vay phải trả tiền gốc và lãi bằng cách chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng cho các đối tượng chỉ định. Trường hợp người vay không trả tiền thì đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud của đối tượng và người vay sẽ không sử dụng được điện thoại, buộc người vay phải trả tiền để mở điện thoại. Khi người vay tất toán khoản vay, đối tượng sẽ thoát tài khoản iCloud đã đăng nhập. Khi đó, người vay sẽ sử dụng điện thoại của mình bình thường. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 24 tháng 6, ban chuyên án gồm 60 cán bộ chiến sĩ của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Bắc Giang và một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Công an tỉnh đã bất ngờ khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm gồm căn hộ chung cư ở tòa CT10A, khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, căn hộ chung cư tòa CT10C, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và địa điểm tại thôn 3, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều thiết bị, đồ vật, tài liệu liên quan, gồm 4 bộ máy vi tính, 158 điện thoại iPhone các loại, 5 thiết bị phát sóng Internet và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên. Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là một đường dây hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng trên không gian mạng, có tổ chức quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng, bao gồm đối tượng tổ chức cầm đầu đường dây, cung cấp tiền, hệ thống thiết bị để cả nhóm hoạt động. Đường dây trên đã cho hơn 30.000 lượt vay với tổng số tiền 70 tỷ đồng, với lãi suất từ 319% một năm đến 629% một năm, cao gấp 15,9 đến 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự. Đối tượng quản lý nhóm trực tiếp quản lý nhân viên, thẩm định khách hàng và giải ngân khoản vay, được nhận lương khoảng 12 triệu đồng một tháng. Đối tượng hỗ trợ kỹ thuật thực hiện việc liên lạc với đối tượng cộng tác viên, thẩm định khách hàng, hướng dẫn cài đặt máy, quản lý việc trả nợ, đòi nợ, thu nợ, được nhận lương khoảng 8 triệu đồng một tháng. Đối tượng cộng tác viên thực hiện việc đăng bài quảng cáo cho vay trên nền tảng mạng xã hội, tìm kiếm người vay, thu thập thông tin người vay, được hưởng lợi nhuận từ 25% đến 30% khoản vay thành công. Các đối tượng cầm đầu các nhóm cho vay tiền trong đường dây này gồm Đỗ Thành Tôn, sinh năm 2000, ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Vũ Văn Phong, sinh năm 2004, ở xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Đào Văn Thái, sinh năm 1993, ở xã Vù Bản, huyện Đan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Ngọc Linh, sinh năm 1992, ở xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Theo đó, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4472 ngày 4 tháng 7 năm 2024 về việc cá chết bất thường trên địa bàn xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp. Ý kiến đề nghị của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp tại báo cáo số 263 ngày 3 tháng 7 năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, nước đục, cá chết bất thường tại khu vực suối Nậm Huống, Bản Cài, xã Châu Thành để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 7 năm 2024. Được biết vào sáng nay, 8 tháng 7, tại khu vực mỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết Hà An,
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc với các bên có liên quan. Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người càng có nhiều diễn biến phức tạp. Trong năm qua, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã giải cứu thành công 9 ba nạn nhân. Chỉ riêng từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp giải cứu 84 nạn nhân từ nạn mua bán người. Nạn nhân chủ yếu dính bẫy từ việc nhẹ lương cao, thậm chí bị bắt cóc. Thủ đoạn của các đối tượng là vẽ ra những công việc nhẹ nhàng, kiếm được nhiều tiền, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Ban đầu, chúng dạy cho lao động các chiêu thức lừa đảo và trả công cho lao động 60 đến 70 triệu đồng một tháng để nhử mồi. Sau đó, các đối tượng tìm mọi cách bón rút hết số tiền lao động kiếm được. Khi không kiếm được tiền, sẽ bị biến thành con nợ bằng cách ăn, uống, sử dụng dịch vụ của công ty với giá cắt cổ. Những con nợ này bị đánh đập, trích điện, hành hạ, yêu cầu liên lạc với người thân để đòi tiền chuộc. Một số gia đình nạn nhân đã phải vay ngân hàng chuyển sang cho các đối tượng từ 200 đến 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an Cửa khẩu Hàng không Quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, bắt giữ Lê Thị Hợi, sinh năm 1967, trú tại tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hợi là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt về 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, nhiều công dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tố cáo đến cơ quan chức năng về việc bị Lê Thị Hợi, nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh đã lợi dụng lòng tin để chuyển nhượng thửa đất bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, nhưng Hợi đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan này ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thị Hợi để tổ chức xác minh truy bắt.